Chào tất cả anh em, hôm nay anh em chúng tôi đang đang làm cà phê thì gặp một con rắn siêu to siêu khổng lồ. Đâu? Đâu? Mà bắt được mày đi. Hiện tại anh em đang thấy cành mà chặt rắn đủ sao quá. Ra là cái tên lo tập môn tôi lỗi mình giỏi lắm á, nhưng mình còn gai á, mình siêu luôn á. Đã chết rồi. Hôm nay thì anh em chúng tôi đã làm con cho ăn rút. Nó tính nhỏ một ngày một trăm nữa thôi. Ăn rút nó ăn nhiều lắm. Đồ mê nè. Từng ghê thiệt á. Đây, chờ đi. Hôm nay thì anh em chúng tôi sẽ cắp cánh gà á. Đây. Và hôm nay thì nó lên 150 thôi. Nếu lên con của em là 500 thì cánh gà này sẽ cắp hết. Chung cái chưa có. Giờ để lên con 150 thì không cắp hết cánh. Hiện tại trước mặt mình đã nhìn là có được một cây năm này. Cây năm. Nó hay mọc này. Cây mọc này, cây năm này. Đấy. Cây năm tay. Cái năm này mình ăn được đó. Ngọt lắm. Cái năm này á, ăn xong được không bạn? Ăn xong hả? Ăn xong thì cũng được, bình thường. À. Cây nào nữa? Mấy cây này này, nó mới mọc này. Đấy. Đâu? Đây này. Đây này. Với lại cây này nữa. Đây này. Đấy. Ngọt. Nhưng mà trước mặt em đã thấy một cái một tô chim. Đây nè. Nè, tô chim này. Ba cái trứng á. Đây nè. Cái này coi là chim gì? Đây à? Không biết nữa. Chim màu đít vàng á. Đây chim chim màu đít vàng á. Này đang kẹp cặp cánh gà này. Thấy cái tổ này. Đấy. Giờ còn mấy hàng nữa. Xong này nghỉ ngơi rồi. Xong cỡ chắc 10 1 giờ chắc vậy. 1 giờ 2 giờ xong rồi. 1 giờ. 12 giờ rưỡi thôi. Đây 12 giờ rồi. Thì 12 giờ rưỡi xong. Có khi bị mò từng. Đó là đây là một phong cảnh chưa đăng gia. Hiện tại hoa rất là đẹp các bạn thấy không? Hiện tại có hoa rất là đẹp. Đây là chưa đánh giá các bạn. Cá trong nuôi lưới sinh già nó khó sống lắm. Đây này, như này, cá nó ôm lắm, không có canh gì hết nè, không có cá, sau này không có ăn gì hết nữa.